Chào anh em nha, lâu quá em không quay về máy á. Bữa nay về khoảng chừng được 5 chiếc á, với con chiếc 105 nữa. Thì máy toàn máy lút cũng 28 cho lên thôi, với một số máy thái xịn với con kia. Thì bây giờ bắt đầu xuống máy rồi, cái gì dạ bữa nay em quay video từng con cho anh em xem nha. Đây, cái máy lút đầu tiên này ha. Chậm thôi, xuống chậm thôi. Mấy máy kia đang về tiếp nha nè. Về một chiếc 105X luôn nha các bác. Đó, rất là lớn, vĩ đại. À, 105X đây. Quay sơ sơ thông báo cho anh em biết vậy ha. Có gì anh em tới xem máy nha. 105 em cũng về tới hoài à. Bây giờ về Covid quá cho nên hàng bên kia người ta cũng hiếm. Đó, 70G. Ê, 95 chứ lộn, 95 đẹp về tới. Nay trời mưa, đầu mùa mưa rồi. Đó. Rồi quay sơ với 95 nữa nè nha. Để có gì để mai mốt em quay từng con cho anh em xem nha. Đó. Đó, đây. Xin làm quá đẹp luôn. Xin làm GM nha. Đó. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Rồi, đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy cho khách nha các bác. Thì ra đây thì các máy các bác mua sẽ được làm bảo dưỡng miễn phí ha. Sơn đồng là miễn phí toàn bộ, phụ tùng thì mình có tặng kèm theo á. Đây. Cái xe cũng được của máy cài nữa. Như mấy chiếc này đang làm này. Đó, chiếc này cũng đang gã hết ra. Chiếc này gã nhiều nữa đây nè. Này là đại tu luôn á. Này chiếc này giờ đang làm hộp số gã ra làm miễn phí ha. Cái khu vực này kia đâu vực mình chuyên vài máy ha anh em. Đó. Anh em có lựa máy thoải mái nha. Rồi, cảm ơn. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gạch cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây, 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy lướt ha. Từ gần bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em tới lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Phía sau đây ha.
Rồi máy mình có để sẵn ha, anh em cứ thích thì đến test máy à, nghĩ chiếc nào thì lấy chiếc đó ha.